Chào tôi đây nào. Bác giả. Nóng quá. Chào mừng các bạn đã tới với nông trại vui vẻ của tôi ngày hôm nay. Và luật chơi của chúng tôi đưa ra cho các bạn vô cùng khắt khe. Và đã là luật chơi, sẽ có thưởng có phạt. Luật chơi đã đưa ra và chúng ta sẽ bắt đầu hành trình ngày hôm nay mọi người nha. Với hành trình này thì chúng ta sẽ bắt đầu chia thành hai đội. Một đội nếu như trả lời đúng câu hỏi của tôi đưa ra thì các bạn sẽ nằm trong đội siêu trí tuệ. Còn nếu như các bạn không trả lời được câu hỏi, các bạn sẽ nằm trong đội siêu ngu. Và câu hỏi mà tôi đưa ra thì các bạn cũng chỉ có 10 giây để vừa suy nghĩ vừa trả lời. Và chúng ta sẽ bắt đầu từ Anna. Có một người không may bị té xuống hồ, quần áo đều bị ướt đẫm hết nhưng không thấy tóc ướt, hỏi tại sao? 5 giây. 4 giây. Hết hồn. Thì không có rớt cái đầu xuống. Để đây. Rồi, siêu ngốc. Đánh bước qua phải, bên phải là đội siêu ngốc. Bởi vì người ta không có tóc mà nói có thể một là đầu hói, hai là nhà sư. Nunu. Dạ. Con bò gọi là con bê, con trâu gọi là con nghé, vậy con ít con gọi là con gì? 5 giây. 4. Ít. 3. 2. Con ít. 1. Bò là bê. Con nồng. Nào. Kim. Biết ngay là sẽ vào đội siêu ngốc mà. Ít con gọi là con nồng nọc. Vậy con của con mũi gọi là con gì? Con của con mũi. 5. Mũi con. Mũi con. 4. 3. 2. Con mũi con. Lăng qua. Đúng. Cà ca, con gì đập thì chết mà không đập thì sống? Đập thì nó... Ông tìm. Ý là không đập thì sống mà đập thì chết. Con quái thai hay gì trời? Con quỷ á. Con mũi, mình đập nó là nó chết liền. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Nè. Đập thôi. Chưa hiểu luôn. Bây giờ cho Việt Ngân một cơ hội nè. Rồi xong rồi. Con gì không gáy ở mà người ta vẫn gọi là con gà? Không gáy mà vẫn gọi là con gà. 5. Gà con. 4. Con ta. 3. Gà 2. Con. Trời ơi. Ở bên đi. Chính xác. Chưa hiểu hỏi luôn, chưa hiểu hỏi luôn. Gà con, gà con. Ê, vậy mình đâu cần phải đặt câu hỏi để phân đội đâu. Mình về luôn đi. Thôi anh có hỏi đi em là được. Rồi như vậy là chúng ta có Kim siêu chân dài, Việt Ngân. À Đông Đông con 17 tuổi nè. Con 18 rồi. Hôm nay vừa tròn 18. Ok yeah. Đông Đông 18 tuổi trả lời một câu hỏi siêu thông minh siêu trí tuệ nha. Đường gì dài nhất thế gian? Không biết nè. 5. Đường đời. Đường đời. Đoán thôi. Nó có sự kết thúc. Đúng rồi, đường đời có chết. Đường đời 60 tuổi là người ta kết thúc. Đường gì? Nó chỉ có một đường duy nhất là đường chân dài. Dài nhất thế gian hả? Về bên đây đi con. Em nghĩ là đường và tim anh á. Câu hỏi này là câu hỏi chung cho 4 người. Ai trả lời trước xếp bên đây luôn. Ai trả lời sau về bên đây. Cây nến càng đốt càng ngắn, vậy cây gì đốt càng nhiều càng dài? Trả lời. Cây tre. Bảnh luôn. Bây giờ là cơ hội dành cho ba bạn. Ai muốn về bên đội bên siêu trí tuệ nè. Rồi một câu hỏi nè. Anh Bá Xô có đẹp trai hay không? Ai giơ tay trả lời trước? Khó quá. Hôm nay khó quá, phải hết đảo. Trả lời lại đi. Trả lời ông đếp. Nhờ sự trợ giúp. À, dạ đẹp. Đẹp, ok, về bệnh. Thôi. Quá đi. Chi Phi à? Ủa? Ủa chi tiết quá vậy? Vậy mà tại sao không trả lời? Ủa? Dễ vậy mà không trả lời. Ok. Bây giờ ngay lúc này trả lời phỏng vấn theo hai bạn nè, hai bạn còn lại. Hai bạn sẽ thích vào đội nào hơn? Ok, em về bên này. Yeah, yeah, yeah.
Chào mừng các bạn đã quay trở lại với trại huấn luyện của tôi. Các bạn đã thay đồ xong và tôi cũng chính thức thông báo cho các bạn cũng như quý vị khán giả biết được điều rằng chủ đề ngày hôm nay sẽ là những thử thách điên rồ để huấn luyện sự chịu đựng cũng như là trí thông minh của các bạn. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Cả hai đội lần lượt cử ra từng thành viên để đấu đối kháng với nhau. Khoanh bất kỳ một con số do trại trưởng kêu lên. Trại trưởng sẽ điều chỉnh nhạc. Nhạc bật phải nhảy nhót, quay lưng lại với bảng số. Nhạc tắt thì quay lại và tìm ngay chữ số đưa ra. Người nào tìm ra trước là sẽ chiến thắng, sẽ được quyền hành hạ người thua cuộc. Và chúng ta sẽ bắt đầu cuộc chơi ngày hôm nay. Bên đây bầu cho tôi một đội trưởng đi nè. Em Nu Nu làm đội trưởng. Bên đây ai làm đội trưởng? Kim. Kim siêu ba vòng. Bước lên. Dài luôn. Nu Nu bước lên. Hai đội trưởng thi trước luôn. Và nhiệm vụ của hai bạn. Vòng đầu tiên, ở trên bảng này sẽ có rất là nhiều con số. Và ở trong cặp đầu tiên này tôi sẽ gọi một số bất kỳ từ 1 tới 20. Và nhiệm vụ của các bạn là phải chạy thật nhanh tới cái bảng này, lấy cái bút tìm ra con số đó. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Ok, khi nhạc mở lên thì các bạn sẽ phải đấu battle với nhau. Ok. Sẵn sàng. Music. Nhảy đi, nhảy đi. Đang 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 đang. Đang 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 đang. Nu Nu mến yêu, tôi đã đặt niềm tin cho bạn rất tốt. Đập tay cái nè. Dạ. Cây búa này sẽ được quyền giao cho bạn. Yeah, cảm ơn. Rồi cái đó là bạn nháp. Mình chơi lại từ đầu. Đông Đông bước lên con. Đông Đông ơi. Đông Đông 18 tuổi. Đấu với lại Ellie một vài tuổi. 3, 2, 1. Rồi nhìn cái gì, nhìn bên kia kìa. Chưa gì đã thể hiện cái sự anh gan. Theo đi bước lên. Lady. 21. Đông Đông đã có cơ hội sát sinh cả đội bên kia. Năm thành viên bước lên nhận phạt. Khoanh tay lại. Ủa cái đó nháp không ạ? Không có nháp, chơi luôn. Khoanh tay lại. Chị bị đánh nháp rồi đó. Ủa nãy chị bị đánh cả rồi. Xếp hàng ngang, khoanh tay lại. Đánh ở đâu bây giờ? Tại em chừng em đánh sao rồi lấy chỗ nguyên nhân đánh tại em á. Năm cái lên đầu, nhanh. 1, 2, 3. Trời ơi, nó phủ vào. Ủa ai phá cho. Nè, người nào chuẩn bị bước lên. Kim chơi rồi đúng không? Kim nãy chơi nháp, đúng bây giờ cho Kim nè. Kim cầm đi. Tính ra là không muốn chơi nữa luôn á. Anna sẽ đấu với Kim. Căng thẳng luôn. Đủ. Lên anh ơi. Anna ơi. Kim ơi. Hai luôn. Hai chị. Ở nhà Kim ơi. Ngủ rồi. Kim ơi. Ngủ rồi. Kim ơi. Ngủ rồi. Ê, ê, không có kiểu mà quay 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 lại nhìn nha. Nè khán giả ở đây nè. Khán giả ở đây nè. Đó. Ủa cái này động tái, cái này động tái, cái này động tái, phải nhìn nhìn đó. Ừ, em nhìn đi. Ừ. Số 3. Bên kia, bên kia, bên kia, bên kia. Anh ơi, ở dưới, ở dưới, ở dưới, anh ơi. Ở dưới. Rất thủ đoạn. Nhưng mà cũng không thể nào bạn tin được. Đây là cơ hội dành cho bạn. Yeah. 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 Chỉ không là ác thôi. Thế lịch sử anh xong. A B C D E F. Anh đánh gì không đánh vậy? Muốn đánh nữa hay gì? Ê lần sau anh làm cho nha. Ồ thôi làm lại đi. Thôi làm lại đi. Ủa? Chứ. Lý Duy bước lên. Ủa lên Lý Duy ơi. Lý Duy kìa. Chị tin em. Chị mặc ai coi? Không. Ủa anh à thôi 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 thôi. Ủa người ta thắng người ta được quyền quyết định chứ. Okay. Có thích đấu Lizzie không? Có, Việt ngon. Không thích lắm nhưng mà lên Lizzie. Lượt thứ 3.
múa này, múa nè, múa rồi em. Múa chị ơi. Ủa, lì xì múa gì vậy? Từng đứa múa thôi. Từng đứa múa thôi. Múa camera kìa nha. Eo, ghê ta. Trời ơi, trời ơi. Ủa, biết lì xì vậy luôn á. Em ơi, con heo hồng. Rồi, trong tay kéo dữ lắm. Rồi, quăng quăng ra ngoài luôn, quăng ra ngoài luôn. Vậy ra đây, quăng cùng mình luôn. Từ. Ủa, sai rồi. Hai hôm nay thứ mấy? Dạ, hôm nay thứ năm. Nay ngày nhiêu? Ngày bảy. Bảy cộng năm bằng bao nhiêu? Trái. Cái gì vậy? Bảy gì vậy? 22. Mình đi đây đây không biết 7 cộng 5 là bao nhiêu. Cả đội sắp lá cà quất luôn. Cả đội. 1, 2, 3, quất nữa. Nhắm làm lại không? Đánh làm có lấy mà nhắm làm lại không? Chính thức phạt Ly gì? Ly gì bước lên. Dạ. Ủa? Dạ. Nữa hả? Được phạt là rất là hãnh diện. Dạ. Bạn thục xì dầu 5 cái cho tôi. Đúng rồi. Cục xì dầu ông ấy lắm. Không biết, không biết thục xì dầu đúng không? Nè, nè, nè. Đó, nắm lỗ tay, đúng rồi. Cho xoay giờ do đi, Lizzy giỏi phần đó lắm. Nhanh lên. Nó xỉu giờ. Ráng đi em. Đùi em càng ngày càng bự rồi đó. Năm hết rồi. Ok, đi về bệnh. Hình phạt nhẹ nhàng, đơn giản đúng không? Ủa vậy tại sao một người bị phạt mà bốn người kia đứng nhìn vậy? Đúng rồi. Chị em em. Dạ ok, năm cái tạm ạ. Rồi. Rồi. Đây nè. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Ok. Bốn. Còn cái nữa. Năm ba cái thứ. Rồi, chỉ còn hai lượt nữa thôi. Hai lượt nữa. Mirai bước lên con. Con lên Mirai. Trời ơi. Trời ơi. Chị lấy bút chị. Mới này chị kia. Ở hai bên đen nhảy đi nè. Nó quá mở rạc rồi. Must seem crazy what I'm about to say. Rồi nhảy qua bên bạn nha. Nhớ nhìn hai bạn nhìn bên kia rồi. Bắt đầu. Ca ca ngồi xuống. Rồi Mirai nhảy đi. Ủa? 33 cộng 22. 35, 35, 35, 35, 35. Nếp lên đánh nếp. Ủa em thắng mà. Nhỏ thắng mà. Tại vì thấy nếp đánh mạnh hơn. Nè, đứa nào đánh nhẹ tao phạt luôn á. Dạ. Đánh nè. Hết sức luôn nha. Một cái hả? Đánh nhẹ là phạt luôn. Một cái chưa mấy. Ủa? Tưởng đủ rồi. Chưa. Nếp nè nếp. Ôi. Nếp lên. Vô nè, vô nè. Nếp. Đúng rồi. Hoài luôn, hoài luôn. Nếp chỉ đi phía đen rồi thôi à. Nâu nâu lên. Hay lắm đúng rồi, hay lắm. Đi đi đi. Yeah. 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 Nếp làm gì? Nếp làm gì? Nếp làm gì? Nếp làm gì? Rồi nhảy hết bài luôn. 53 cộng 4. Bên kia. Bên kia. Bên đó. Quay đâu lắm ấy. Được. Em thấy lắm. Chạy bữa nó chạy. Xòe bàn tay. Xòe tay ra mọi đứa. Mày đánh mông em đi. Mạnh lên trời. Cái này đánh mạnh là gãy tay ấy. Đánh nhẹ là phạt đó. Gãy tay, chấm hỏi gãy tay. Đau không? Dạ đau. Trời ơi, gãy tay luôn rồi đó. Đây hả? Và nhiệm vụ thứ hai dành cho hai đội như sau. Sẽ có một thành viên ngồi giữa tấm bạc, bốn thành viên còn lại đứng ở bốn góc. Khi trại trưởng đọc câu hỏi, đội nào đoán được câu trả lời thì bốn thành viên còn lại phải khiêng
thành viên còn lại về tới đích. Nhiệm vụ của từng thành viên ngồi trên tấm bạc, thứ nhất là thổi bong bóng làm sao cho nó bể, thứ hai là uống một lon coca, thứ ba ăn một quả trứng gà luộc, thứ tư ăn một ổ bánh mì, và thứ năm là ăn một quả chanh. Và quan trọng hơn trong đề bài này là tuyệt đối các bạn không được phép dừng lại, luôn luôn phải trong trạng thái di chuyển, các bạn hiểu chưa? Lấp liếng được không? Lấp liếng được không? Đi đây, thiên thường. Đi đứa nhẹ lúc sau đi. Chơi kiểu lấp liếng. Ừ, nhưng mà mỏi thật á. Ví dụ ai phát hiện thì rơi chân lên, còn không có đi được. Mẹ rơi chân mà tụt tay một cái là chết á. Di chuyển liên tục mà cái người ở trong trả lời xong câu hỏi thì là mấy ai ấy, nhưng mà ý là mình biết cái kiểu là mình như cái kiểu mà cái kiểu mà như này xong chạy chạy làm sao mà người trong bạt này phải ăn hết trước, cái đồ ăn trước người bên kia mới được trả lời. Nếu như mà tới đích trước mà người này chưa ăn hết cũng không được trả lời. Thì mình đã tới gần đó, quan trọng là chị phải ăn cho nhanh, thiệt nhanh này. Chị là chanh, em là bong bóng, trứng luộc, bánh mì. Thôi cho nó ăn đứng đi. Rồi ăn trứng, em ăn bánh mì. Bánh mì xuống. Mà ta hãy thử bóng hộp này giúp á. Ừ thì hay thôi anh ăn bánh mì. Anh ăn bánh mì rồi. Thôi mà bể luôn hả chị? Ờ. Má thôi mà nó nhìn bé lại ngủ tay bóp. Cái gì? Bóng bóng à? Vậy thì chị ăn. Ê, kim cái chi với em làm sao mà chịu thôi. Trời ơi, anh Giang mà nói to. Theo một ra. Anh Giang còn la làng nữa. Thì chị ăn trứng gà, em hỏi đây đây. Gắn vô luôn, cứ gắn vô luôn. Ôi, phải cầm trong tay luôn. Cầm luôn đi. Hay là chị ăn trứng gà đi, em không móng cho, em có móng tay. Được. Sao mà cái con này, tao sáng mày một cái. Chứ chân Giang về lộ quá rồi sao. Nhóm này mà nhỏ con mọi người ơi, toàn là những con mọi người ơi, team em là các thí sinh nặng ký, toàn là những cô nàng đô con. Giờ phút bàn luận của các bạn cũng đã kết thúc. Với vòng thi đấu đầu tiên này, hai đội sẽ cử ai ra ngồi trên tấm bạc trước. Trên tay là hai giấy chanh, thì nhiệm vụ của các bạn là người ngồi trên bạc sẽ phải ăn hết giấy chanh. Em ai ăn giấy chanh bên đây, Kim ăn chanh. Sau khi bắt đầu đọc câu hỏi, các bạn sẽ được chính thức di chuyển và ăn giấy chanh. Câu hỏi đầu tiên dành cho các bạn: làm thế nào để con cua được chín chân? Bắt đầu, chạy đi. Làm thế nào có con cua vậy? Chưa còn gió nữa. Nên nhớ luật chơi của chúng tôi. Ui, mà Kim ăn rồi. Bán rồi. Ăn dở rồi. Các bạn phải quay lại cho tới khi bạn ăn xong. Xong rồi. Đáp án của bạn là gì? Ủa, anh mà không nuốt hả? Đáp án của bạn là gì? Luộc lên ạ. Chính xác. Ăn kìa. Ăn gì lại vậy? Ăn trong kìa. Biết vậy sao không? Con ăn nọ nọ kìa. Biết tại sao, Ủa, nuốt luôn vỏ hả? Nuốt luôn. Rồi, bây giờ ăn thì phải nuốt chứ hả? Ăn gì lại luôn. Có phải là uống chanh đâu hả? Và với câu hỏi đầu tiên, đội Hồng đã rất thông minh và trả lời đúng. Chúc mừng các bạn được một điểm. Chúng ta quay trở về bàn bên kia. Phần thi tiếp theo, mời hai đội lấy giùm anh hai trái bong bóng. Bong bóng? Em. Ai sẽ là người thổi bể trái bong bóng? Khi nào trái bong bóng được bể thì các bạn mới được quyền di chuyển về đích. Sẵn sàng chưa nào? Câu hỏi thứ hai dành cho các bạn: mắt gì biết nhảy múa? Di chuyển. Chị ca cầm chân lên, chị ca. Quay trở lại còn thời gian, tiếp tục đi. Lùi lại, lùi lại. Lấy một cái bông tai thôi. Tôi không biết cách nào các bạn phải thổi cho bể. Đã bán là mắt này cha. Chính xác. Yeah. Thắng rồi. Ok. Đợi lắm đông ơi. Yeah. Bây giờ là thắng là mình đi hùng dậy nha. Là chân chân. Yeah. Oh la la. Hình phạt dành cho đội đã có sự ăn gian, đó là các bạn sẽ phải
thục xì dầu 10 cái để triệt phá sự mạnh mẽ của các bạn ngay thời điểm này. Và đối với đội còn lại, hãy xem đây như là một minh chứng để chúng ta không phạm sai lầm mọi người, ok? Dạ. Một, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Khuấy mà ăn cá nữa luôn nè. Ok. Dạ. Và tiếp tục thử thách thứ 3. Trái trứng. Trứng gành. Trời ơi, thí sinh nặng ký của đội em. Trứng thì chưa luôn nhỉ? Đập lên đầu rồi cuối cùng. Vô. Và với thử thách này, sau khi các bạn ăn hết trứng, các bạn phải huýt sáo một cái thật to để tôi biết rằng trong miệng các bạn không còn tồn tại trái trứng đó nữa. Ok. Chị ăn sơ bạn ra hiểu suy nghĩ. Biết là không còn là được. Và câu hỏi thứ 3 dành cho các bạn. Con gì ăn no, bụng to, mắt hiếp, mồm kêu ụt ịt, nằm thở phi phò. Bắt đầu. Con lợn. Di chuyển đi nào. Ủa, con nhé. Con ấy luôn. Trời ơi, nó ăn hết rồi chị. Xong chưa, ăn xong chưa? Nuốt, nuốt nhanh lên. Con gì? Con lợn. Con bắt kẹt quá. Nuốt chưa? Nuốt chưa? Nuốt. Cái miệng. Ok, trả lời. Con lợn. À, con lợn. Không, miền Nam gọi là con heo. Con heo. Ờ. Dạ. Rồi, đáp án chính xác. Yeah! Yeah! Có. Tại vì bên đây anh Banjo còn bắt mở miệng ra trước kiểm tra. Bên đây hết trước. Hết trước, xong mở miệng ra. Người ta tới nơi rồi, đừng có cạnh tranh. Thảo ơi! Thảo ơi! Yeah! Nè, bằng chứng luôn nè, chưa có ăn hết. Nè, coi nè. Cái này là gì? Này là gì nè? Nè, còn nguyên nè. Bóc ra vẫn còn nè, thấy không? Vậy là chưa ăn hết, thua là đúng rồi. Tỷ số hiện tại là 2-1. Coca. Thử thách tiếp theo, ăn bánh mì. Cố lên anh ơi. Anh ơi, cố lên. Thôi bánh mì này nó mềm. Câu hỏi thứ 4 dành cho các bạn. Trong bài hát Túp lều lý tưởng, túp lều được xây bằng gì? Di chuyển. Anh cà phê đi. Lên tới nơi rồi mới bắt đầu quay lại. Rồi quay lại tại vì vẫn chưa ăn xong. Quay lại cho tới khi ăn xong mới được đi lên lại. Tiếp tục quay lại đi. Quay lại tiếp tục khi chưa ăn xong. Quay lại. Quay lại đi. Quay lại. Ăn xong. Quay lại. Ăn xong mới được đi lên. Đi lên đi. Mình đứng cho ăn gian. Bên kia ăn gian nè. Kệ. Nó nhỏ nhất mà nó nhấp nhất lên. Nhẵn thôi đi. Bình tĩnh ăn từ từ. Đây là lúc mà sự Nhấp. Quay trở lại, đúng rồi. Cố lên Dũng. Ráng ăn đi, chị biết rồi, trả lời rồi, nhanh đi. Đi chị. Có đứa sắp ói. Về đích đi. Khi nào miệng không còn bánh mì nữa thì mình trả lời. Xuống, ăn ngay, từ từ. Rồi, sắp hết rồi. Từ từ. Cố lên. Nhai đi. Đi từ từ lên. Chưa. Được chưa? Được chưa? Nhảy xuống. Chưa. Trả lời. Đội nào trả lời, nhanh. Mình ở đây, lúc hết rồi. Còn bánh mì không trả lời? Còn trong á. Bằng gì? Chính xác. Rồi nhiệm vụ cuối cùng, uống hết một lon coca. Tất cả các thành viên còn lại cũng đã thấm mệt rồi. Lên bạc. Câu hỏi cuối cùng dành cho các bạn.
hai nhân vật trong bài hát Túp lều lý tưởng có bao nhiêu đứa con? Đi nào. Uống khoan chị, nó uống nước cái gì đừng có đừng. Thôi xuống luôn đi em, xuống luôn đi. Xuống đi cho trả lời. Chính xác. Yeah. Ủa gì vậy? Chúc mừng các bạn. Rồi, lại đây. Chúc mừng các bạn. Các bạn vừa hoàn thành một phần thi phải nói là đúng là điên rồ đúng không? Cảm giác của người ăn bánh mì ra sao bạn? Dạ đúng là bánh mì thương trường 2000 một ổ ăn vào mắc cổ. Chết ngay tại chỗ. Cảm giác người ăn trái chanh ăn không hết sao nè? Dạ bình thường. Cái trái nó giống như là quýt lai chăm vậy đó, bóc dẻ đó. Ừ. Sau vòng thi vừa rồi thì đội áo trắng đã mang về chiến thắng chơi của mình là với tỷ số là 3 điểm. Không hơn không kém thì cũng được 2 điểm. Nhưng so cả hai vòng lại thì tổng số tỷ số của các bạn hiện giờ đang có là hòa nhau với tỷ số là 5 đều. Yeah.